xe này tổng giá trị của nó là lên đến gần 1 tỷ đồng. Chưa bao gồm đồ chơi xe, chỉ là chiếc xe và đăng ký phí biển số thôi. Bunny Calais V4 để làm clip cho các bạn coi. Nhưng mà Huy đã thất hứa rồi. Các bạn có biết lý do tại sao không? Bởi vì ngày hôm nay Huy đã mượn được Ducati Bunny Calais V4S để làm clip cho các bạn coi. Ok. Xin chào các bạn, thì bây giờ Huy sẽ đánh giá sơ lược về cái ngoại hình cũng như là từng cái thông số mà của chiếc xe Ducati Bunny Calais V4S này cho các bạn xem ha. Theo như quan điểm của Huy á, thì đúng thật là với chiếc Ducati Bunny Calais V4S này á, hay là V4 á, là nhà Ducati đã lột xác hoàn toàn các bạn. Lột xác ở đâu? Thứ nhất là ở ngoại hình ha. Thì các bạn có thể thấy những chiếc Ducati Bunny Calais trước đây, ví dụ như là 1199, 1299 hay là dòng thấp hơn có 899, 959, thì chiếc xe nó có một cái ngoại hình rất là nuột nà, rất là sexy. Còn qua cái anh V4 này, V4S này thì có thể nói là chắc mấy ảnh đi tập tạ rồi, thì cơ bắp cuồn cuộn, đường nét góc cạnh rất là đẹp. Nói chung là lột xác hoàn toàn so với những cái chiếc Ducati trước đây. Rồi giá tiền của chiếc xe này là khoảng hơn 930 triệu các bạn, chưa ra giấy tờ. Thì nếu các bạn ra giấy tờ thì gồm có 5% phí trước bạ cùng 4 triệu phí biển số tại thành phố Hồ Chí Minh, thì nó thêm khoảng đâu cỡ 50 triệu đi ha. Thì chiếc xe này tổng giá trị của nó là lên đến gần 1 tỷ đồng, chưa bao gồm đồ chơi xe ha, chỉ là chiếc xe và đăng ký phí biển số thôi. Huy sẽ ngồi lên thử chiếc xe và xem thử là nó cao hay không. Cao lắm nha các bạn. Mặc dù là chiều cao yên của nó chỉ khoảng hơn 830mm, có nghĩa là bằng con R1 mắt cú của Huy. Nhưng mà Huy chống chân thì hai chân Huy chống nhón quá trời luôn nè. Thì cái lý do Huy nghĩ đó chính là do cái phần yên á, nó không có Huy nghĩ là do cái phần yên á, nó không có ôm sát vào cái bình xăng ha, nó không có gọt nhọn thon gọn lại mà nó bành ra, thì dẫn đến cái chân mình phải bành ra nhiều ha, dẫn đến là mình phải nhón nhiều. Nhưng mà chiều cao yên nó là 830 thôi thì cũng khá là phù hợp với chiều cao của người Việt Nam chúng ta. Huy cao 1m73 và Huy ngồi lên chiếc xe này á, Huy chống chân rất là nhiều. Thì Huy nghĩ là để ngồi chiếc xe này mà ok á, thì các bạn cần có chiều cao khoảng 1m7 trở lên rồi ngồi chống chân mới tốt ha. Đó, các bạn cũng có thể thấy Huy chống chân một chân á thì tốt ha. Huy chống một chân nè, không có gì khó khăn hết, nhưng mà chống hai chân á thì nó cao dữ lắm, tại vì cái yên nó bành rộng ra mà. Đó. Và độ nặng nhẹ của chiếc xe thì theo như nhà sản xuất công bố, chiếc xe có trọng lượng ước là 194kg cho bản Bunny Calais V4S và 195kg cho bản Ducati Bunny Calais V4, có nghĩa là giữa V4 và V4S nó chênh lệch nhau 1kg. Thì theo Huy thấy thì để mà nói nó nhẹ thì cũng là nhẹ xem so với các dòng sport bike trước đây Huy đã từng chạy qua, ví dụ như CBR 1027 nè, R1 nè,
rồi ZX10R hay là cá mập thì nó nhẹ cũng xem nhau, mình không thấy được cái sự mà chênh lệch khối lượng nhiều so với trước đây. Trước đây thì những chiếc Ducati Panigale ví dụ như 959 hay là 1299, 1199 á, thì khi Huy được ngồi lên á, Huy cảm giác như là nó rất là nhẹ và nó nhẹ hơn rất nhiều so với những hãng khác. Còn với cái chiếc V4S này á, thì Huy ngồi lên á, thấy cái độ nặng nhẹ nó cũng xem nhau so với những hãng khác thôi, chứ không có còn là ưu thế như trước đây nữa. Thì trên cái bản Ducati Bunny V4S này á, nó hơn cái bản V4 chỗ nào? Thứ nhất đó là cái phục điện trước và sau của danh tiếng của nhà hãng sản xuất Olin. Và thứ hai nữa là cái mâm đồ chơi, mâm hợp kim đúc bằng nhôm thì phải ha. Cái mâm đồ chơi MCD thì cái trị giá của cặp mâm này cũng lên tới hơn 100 triệu. Đó, nó giúp chiếc xe nhẹ hơn, đẹp hơn. Rồi còn khác nhau chỗ nào nữa ta? Để Huy xem thử coi. À đúng rồi, khác nhau cái chỗ cái vè này nè. Thì cái vè trên V4 á, nó màu đỏ, còn cái vè trên V4S á, thì nó màu đen. Huy không biết nó có phải bằng sợi carbon hay không. Nó bằng nhựa bình thường thôi chứ không phải bằng sợi carbon. Rồi khác gì nữa ta? Chắc có thêm chữ S ngay chỗ cái logo. Phần đầu xe của chiếc Ducati Panigale V4 hay là V4S này cho Huy một cái cảm giác ấn tượng rất là mạnh các bạn. Tại vì nó quá ngầu đi. Hai cái dải đèn LED á, phía trên nó quầm xuống tạo cho chiếc xe như là một cặp mắt đang liếc người khác vậy các bạn. Rồi ở phía bên trong á, nó lại có hai cái bi LED thì chiếu sáng rất là dữ. Bây giờ Huy sẽ đề máy lên cho các bạn xem thử cái đèn nó sáng như thế nào. Đó, Huy đã đề máy lên đó cho các bạn thấy. Các bạn thấy chưa? Thì chắc nhiều bạn sẽ hỏi là lý do tại sao chiếc xe nó chỉ sáng một bên đèn thôi. Thì những chiếc xe mô tô nó là như vậy các bạn. Khi các bạn bật cốt á thì nó sáng một bên đèn thôi, còn bật pha thì nó mới sáng hai bên, chứ không phải nó cháy bóng đèn đâu ha. Nhiều bạn hỏi Huy rồi, thì sẵn cái clip này Huy giới thiệu luôn. Đó, thì cái phần đầu xe nó ngầu, phải nói là nó ngầu, nhìn vô là cái là thấy đẹp liền các bạn. Nó lột xác hoàn toàn, không có kiểu sao ta, không có kiểu mềm mại như những chiếc Ducati trước đây, mà cái con này nó rất là ngầu. Phải nói là mình đàn ông á, mình nhìn vô mình còn mê á các bạn. Ok, và một cái điểm đặc biệt của ngoại hình chiếc xe này á, thì cũng giống như H2, chiếc xe được thiết kế với phần gắp sau á, chỉ có một gắp đơn một bên thôi các bạn. Thì các bạn có thể thấy cái gắp đơn nó rất là đẹp và nó lộ một bên cái mâm ra. Thì trước đây Huy làm clip H2 á, Huy có giải thích rồi, thì những nhà sản xuất á, người ta quan niệm là khi mà cái gắp đơn á, thì cái phần ống bô nó sẽ gần hơn với cái bánh xe, thì nó giúp chiếc xe cân bằng hơn. Nhưng mà ở trên chiếc Ducati nè, thì cái bô rin của nó người ta lại để đặt ở dưới cái gầm xe ha. Đó, thì Huy rất là thích cái kiểu bô để như thế này nè, đặt ở dưới cái gầm xe này, nhìn chiếc xe nó rất là thon gọn, rất là đẹp, rất là đặc biệt luôn các bạn. Ok, và bây giờ Huy sẽ nói về cái động cơ của chiếc xe này. Thì không chỉ ngoại hình mà cái động cơ của chiếc Ducati Panigale V4 V4S á, là nó lột xác hoàn toàn so với những mẫu Ducati trước đây. Tại vì sao các bạn? Trước đây là Ducati hay sử dụng động cơ L-twin, có nghĩa là động cơ hai xi lanh xếp hình chữ V, vuông góc nhau 90 độ, đúng không? Còn qua cái mẫu này á, là nhà Ducati đã trang bị cho những chiếc xe của mình một cái động cơ Ducati Desmosedici Stradale ha. Có nghĩa là động cơ V4, động cơ L4, 4 xi lanh xếp với nhau ha, một cặp hai vuông góc với nhau ha, động cơ L4. Nhưng mà khi đặt tên chiếc xe thì họ đặt V4, chắc là cái chữ V4 nó nổi tiếng hơn L4. Thì động cơ này á, được lấy cảm hứng cũng như được kế thừa từ động cơ của chiếc Desmosedici mà Ducati dùng để đua trong trường đua MotoGP á. Động cơ của chiếc xe á, cho công suất lên đến 214 mã lực. Nếu mà đi kèm với bộ đồ chơi, bộ bô gì đó, bộ tăng tốc hả, bộ Akramovic thì phải, thì chiếc xe cho công suất lên đến hơn 220 mã lực các bạn. Một con số rất là kinh khủng. Phân khối của chiếc xe này là 1103 phân khối. Hơi lẻ đúng không? Đó, nó không phải 1000 mà nó là 1103 phân khối. Thì các bạn thấy đa số những chiếc xe Ducati á, bao giờ cái động cơ của họ cũng trên 1000 phân khối đó. Những cái dòng cao cấp á, ví dụ như trước đây là 1199, 1299, thì bây giờ cái này là 1103 phân khối. Tuy là động cơ mới này á, có lên đến 4 xi lanh ha, nhưng mà nó chỉ nặng hơn so với động cơ 2 xi lanh của 1299 á, khoảng 2 kg mấy thôi các bạn. Khối động cơ này nặng 64.5 kg.
4 xi lanh và nó chỉ nặng hơn khối động cơ 2 xi lanh trên Ducati Panigale 1299 2,2 kg. Các bạn thấy ghê chưa? Có nghĩa là để chế tạo được một cái khối động cơ nhỏ gọn nhẹ như thế này là Ducati phải sử dụng rất là nhiều nguyên vật liệu nhẹ, ví dụ như hợp kim nhôm, magie, rồi đầy đủ, nói chung là những cái gì nhẹ nhất là Ducati sẽ bỏ vô cái hộp cái động cơ này. Và một cái điểm đặc biệt trên cái động cơ của những chiếc xe Ducati các bạn là cái khối động cơ đóng vai trò như là một phần của khung sườn luôn. Việc này giúp cho tối ưu hóa trọng lượng, có nghĩa là thay những chiếc xe bình thường á, các bạn thấy á, cái sườn á, một cái khung sườn bự chạy dọc hết chiếc xe luôn đúng không? Thì với Ducati á, nó có một phần sườn phía trước, cái này Ducati gọi là front frame, một phần sườn, rồi cái sườn bắt vô động cơ, rồi động cơ cũng là một phần của khung sườn luôn, đóng vai trò như cấu trúc của khung sườn luôn, rồi có một cái sườn khác nhỏ xíu bắt vô động cơ tiếp, chạy ra sau đuôi ha. Thì cái việc này giúp xe Ducati nó giảm trọng lượng đáng kể. Và một cái điểm đặc biệt, phải nói là siêu siêu đặc biệt trên chiếc xe này mà Huy rất là ấn tượng, đó chính là được trang bị trục khuỷu quay ngược. Công nghệ này được lấy từ trường đua MotoGP. Thì cái trục khuỷu quay ngược này á, theo như Ducati công bố là nó giúp giảm hiệu ứng con quay hồi chuyển khi mà chiếc xe chạy với tốc độ cao đáng kể. Thì cái hiệu ứng con quay hồi chuyển này nó là như thế nào? Đó là do khi mà chiếc xe chạy á các bạn, thì hai cái bánh xe nó quay, mà với những mà vật chuyển động quay á, thì nó sẽ nảy sinh ra, nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng con quay hồi chuyển. Thì để hiểu được con quay hồi chuyển như thế nào á, thì Huy mời các bạn xem clip ví dụ sau đây. So we'll spin it up and then we'll put it in here. Đó, thì các bạn có thể thấy đây, đây là clip minh họa cho con quay hồi chuyển. Thì cái ông thầy này á, ổng sẽ cho quay cái bánh xe. Đó, sau khi quay cái bánh xe rồi, ổng sẽ bỏ cái bánh xe này lên một cái sợi dây. Thì theo như Huy dự chưa xem clip á, thì Huy nghĩ là sau khi mà mắc lên cái cọng dây á, thì cái bánh xe nó sẽ rớt xuống. Nhưng mà nó không rớt xuống mà nó khựng lại, nó cân bằng. Đó, các bạn có thấy nó cân bằng không? Ngay cả khi ông thầy này ông bỏ thêm một cục tạ 2 kg nữa thì cái bánh xe nó cũng không nghiêng xuống nhiều, nó không có rớt xuống ha, mà nó cứ cân bằng. Thì khi chiếc xe chạy trên đường phố thì bánh xe nó quay á, nó cũng sẽ nảy ra cái hiện tượng cân bằng như vậy. Nó có một cái lực giúp chiếc xe, giúp cái bánh xe nó cân bằng, nó cố định, không có đổi phương hướng. Thì đồng nghĩa với việc là chúng ta chạy để mà đổi phương hướng cua vào những khúc cua á, thì phải dùng một cái lực mạnh. Đó, thì cái trục khuỷu quay ngược này á, nó được áp dụng trên mẫu Ducati Panigale V4 á, là giúp chiếc xe giảm cái hiệu ứng con quay hồi chuyển đó, giảm cái lực cân bằng khựng đó, và giúp chiếc xe vô cua nè, thoát cua nè, lanh lẹ hơn. Đó, đây là cái công nghệ đặc biệt của trường đua MotoGP nha các bạn, không phải hạng tầm thường đâu mà là hạng rộng ra luôn rồi đó. Các bạn cũng có thể thấy được là cái trục khuỷu quay ngược trên chiếc xe này nó hiệu quả và nó giúp chiếc xe có ưu điểm như thế nào đúng không? Nhưng mà cái nhược điểm của nó là gì? Đó chính là nó phải lắp thêm một cái bộ phận vào cái bộ số, thì nó làm chiếc xe nặng hơn những chiếc xe không có trục khuỷu. Nếu mà chiếc xe có trục khuỷu quay ngược á, là nó phải lắp thêm một cái bộ phận thì làm cho trọng lượng chiếc xe tăng lên. Nhưng mà nhà Ducati á, giải thích lý do là giữa cái việc tăng trọng lượng và cái việc chiếc xe lanh lẹ hơn khi vào cua thoát cua, thì cái lợi thế mà nó mang lại nhiều hơn cái nhược điểm mà nó gây ra. Cho nên là nhà Ducati quyết định trang bị trục khuỷu quay ngược trên động cơ chiếc xe Ducati Panigale V4 này. Cái cục máy của chiếc xe này các bạn, nó có một cái tỷ số nén rất là cao. Thì những chiếc bình thường như R1 hay là Cá Mập hay là ZX10 á, thì cái tỷ số nén của nó chỉ khoảng 13 chấm thôi. Còn chiếc xe này lên tới 14 chấm. Thì những chiếc xe mà có tỷ số nén cao á, nó sẽ cho công suất lớn, nhưng mà phải chạy với một cái loại xăng á, có chỉ số octane cao. Thì ở các bạn cũng biết ở Việt Nam mình á, xe xăng cao nhất là chỉ có 95 thôi, không có còn cái xăng nào mà cao hơn nữa. Thì mà những chiếc R1 của Huy á, chạy xăng 95 á, là cảm giác mình cũng không được tốt rồi, mình không có tự tin lắm rồi. Rồi chiếc này nó lại lên tới hệ số nén của nó lên tới 14, thì Huy nghĩ khi mà các bạn chạy xăng 95 á, thì nên mua thêm một cái lọ để tăng chỉ số octane đổ vào, tại vì cái tỷ số nén nó cao quá. Tỷ số nén là cái gì các bạn? Khi mà cái piston nó đi xuống cực đại thì cái khoảng nổ trong cái xi lanh á nó lớn nhất, và cái piston đi lên cực đại thì cái khoảng nổ nó nhỏ nhất. Thì lấy cái tỷ số lớn nhất chia cho nhỏ nhất, nó ra cái tỷ số nén. Đó, thì chiếc xe này lên tới 14 chấm là cao nhất trong những chiếc xe mà trước giờ Huy được trải nghiệm rồi đó. Cái tỷ số nén nó cho công suất lớn, chiếc xe mạnh,
nhưng mà bù lại là nó cần phải chạy xăng có chỉ số octane cao và cái động cơ nó sẽ bị kêu lớn hơn những chiếc mà tỷ số nén thấp đó. Một câu hỏi mà Huy thường được nhận á, đó chính là xe Ducati có bền không? Thì Huy cũng nói luôn với các bạn đã chơi xe Ducati là đừng quan tâm tới độ bền. Những gì mà Ducati mang lại cho chúng ta đó chính là ngoại hình đẹp. Một chiếc xe có thiết kế có thể nói là Ferrari hai bánh, siêu xe Ferrari hai bánh, một thương hiệu cao cấp đến từ châu Âu, nước Ý, Ducati, một cỗ máy với hiệu suất lớn. Chứ ngoài ra là Huy chưa thấy những người chơi Ducati quan tâm tới độ bền ha. Cũng là một cục máy nhưng mà người ta lại sản xuất cái hiệu cho công suất thấp, và cũng là một cục máy mà công suất cao thì có nghĩa là nó phải đánh đổi một cái thứ gì đó. Thì nếu mà nói nôm na vậy thì các bạn có thể hiểu được là Honda họ không đánh đổi hiệu suất để lấy độ bền, đúng không? Hiệu suất của Honda, công suất máy của Honda bao giờ cũng thấp hết á, thành ra là cái độ bền của họ rất là cao. Còn đa số những chiếc xe mà có hiệu suất lớn thì nó sẽ cho độ bền không cao. Cho nên là những bạn mà chơi Ducati thì tốt nhất là mình đừng có suy nghĩ tới độ bền. Thứ nhất, chiếc xe mạnh, đẹp, thương hiệu đẳng cấp đến từ châu Âu, vậy thôi. Còn nếu mà muốn bền thì cứ chơi xe Nhật, đơn giản. Ok, và bây giờ Huy sẽ nói về công nghệ trên chiếc xe này. Thì những chiếc xe mô tô bây giờ bắt buộc phải có đó chính là ABS, là thắng chống trượt. Nhưng mà ở chiếc xe Ducati V4 này, V4S á, là nó đã có cái hệ thống mà ABS cornering ABS, có nghĩa là thắng ABS trong cua luôn các bạn. Thường thì các bạn thấy khi mà mình vào cua á mà mình bóp thắng á, là chiếc xe nó sẽ dựng thẳng đứng lên và nó không có tiếp tục đi cua nữa mà nó sẽ đâm một đường thẳng vô lề ha. Còn với cái hệ thống ABS cornering này á của Bosch thì nó giúp chiếc xe khi mà mình cua mình bóp thắng, nó vẫn giữ cho chiếc xe vô cua luôn, chứ nó không có dựng đứng chiếc xe mà để gây tới cái tình trạng mà đâm thẳng vô lề đó. ABS chống trượt ngay cả khi bóp thắng vào cua. Rồi ngoài ra chiếc xe còn có slide control. Slide control có nghĩa là giúp hỗ trợ chiếc xe vào cua, chống trượt vào cua, kiểm soát lực kéo khi vào cua á. Traction control là chắc chắn có rồi nè. Rồi để Huy xem nữa. Nó còn có DPL. DPL có nghĩa là Ducati Power Launch, có nghĩa là launch control á, giúp chiếc xe ra xe đề ba, dìu chiếc xe chống bốc đầu. Còn có EBC có nghĩa là Engine Brake Control, có nghĩa là khi chúng ta trả số xuống á thì chiếc xe cái động cơ nó sẽ ghi lại ha, mình chỉnh cái số này lên nhiều thì nó sẽ ghi nhiều. Rồi bây giờ Huy sẽ mở cái đồng hồ của chiếc xe này lên cho các bạn coi. Thì một cái điểm Huy rất là thích trên chiếc xe này đó chính là đồng hồ full màu, được trang bị màn hình màu rồi, giống như R1 hay CBR hay là cá mập mới á nè. Đó, lên cái logo Ducati rất là đẹp. Đó, các bạn thấy đẹp chưa? Nó có cái đèn red light của Ducati là đúng chất red light luôn á, cái đèn đỏ đỏ ở trên á. Huy mở lại cho các bạn xem nè. Nè, đó. Đây. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là đẹp. Đồng hồ nó không quá phức tạp, hiển thị đầy đủ cái thông số mà mình cần xem. Rất là dễ nhìn thôi các bạn ha, không có quá rối mắt. Chiếc xe này nó có 3 chế độ lái và nó khác những phiên bản Ducati trước đây các bạn. Thì chỉnh chế độ lái, đổi chế độ lái rất là dễ, nhưng mà chiếc xe này mình phải vào rất là sâu. Thì ở đây Huy chỉnh nó vào setting menu nè. Đó, rồi ở đây nó có riding mode, mình vô. Đó, thì nó có 3 chế độ lái là gồm street, có nghĩa là đi đường phố hàng ngày, sport là thể thao hơn, và race là cái chế độ để mình chạy trong đường đua á. Thì cái chế độ này là mạnh nhất, tới sport là mạnh thứ nhì và street là mạnh là yếu nhất ha. Thì Huy để sport đi. Đó. Cái này là vào chỉnh những cái thông số khác. Hồi nãy Huy quên nói là chiếc xe này nó có wheel shift. Nhưng mà đặc biệt ở chỗ là nó wheel shift hai chiều luôn, là cả lên và xuống luôn các bạn. Thì V4 và V4S gì cũng có wheel shift hai chiều hết. Sang số nhanh nó không cần bóp côn, không cần thòng ga, cả lên và xuống luôn. Rồi Huy chọn chế độ sport ha. Rồi bây giờ Huy sẽ nói về đồ chơi trên chiếc xe này. Thì chiếc xe được chủ nhân mới mua về thôi, cũng chưa có gắn nhiều đồ chơi, thậm chí bộ độ cũng chưa gắn nữa. Nhưng mà bản thân chiếc xe nó đã trang bị một loạt đồ chơi hàng hiệu rồi các bạn. Ví dụ như trên con Ducati V4S nè, là nó được trang bị phuộc điện Olin trước và sau, và mâm đồ chơi siêu nhẹ Marchesini. Ngoài ra chiếc xe còn được trang bị heo thắng Brembo ở phía trước, và phía sau cũng là Brembo luôn. Cùm côn, cùm phanh cũng là của thương hiệu Brembo.
Ngoài ra chiếc xe còn có được trang bị trợ lực điện Olin. Hả, quá trời đồ chơi đắt tiền luôn các bạn ơi. Ok, và bây giờ Huy sẽ nổ máy chiếc xe này cho các bạn nghe thử tiếng bô ha. Thì chiếc xe vẫn còn gắn bô zin cho nên là tiếng bô chắc chắn nó sẽ không có quá ấn tượng đâu. Mà Huy muốn các bạn nghe thử cái chất âm của tiếng bô này. Thì Huy sẽ nổ máy cho các bạn nghe thử cái tiếng máy của nó nè. Quá đã, đồng hồ quá đẹp. Các bạn nghe thử tiếng bô đi ha. Huy sẽ nẹt bô thử cho các bạn nghe nha. Đó, các bạn thấy không? Vẫn đúng là cái chất máy của Ducati ha. Cho tiếng bô trầm và rao 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 rao, chứ không có hú, không có hú như máy i4. Rồi cái tiếng bô nó cho ra cũng xem so với R1 vẫn trầm trầm ha, trầm trầm rao rao chứ không có hú. Và Huy đã giới thiệu sơ lược về chiếc xe cho các bạn xem ha. Thì bây giờ Huy sẽ mặc giáp, mặc nón đầy đủ vào và Huy sẽ chạy thử chiếc xe này tại trường đua Đại Nam. Huy chạy nó trong trường đua luôn thì mới biết được cái ưu điểm nó như thế nào. Tại vì chiếc xe này được sinh ra để chạy trong trường đua mà ha. Huy đi lấy nón, lấy giáp Huy mặc vô. Giáp mặc rồi nhưng mà anh đội nón vô. Ok, và bây giờ Huy sẽ leo lên xe và chạy thử để cho các bạn biết cảm giác khi ngồi lên chiếc xe Ducati Vanagon V4S trị giá gần 1 tỷ đồng thì nó như thế nào. Let's go. Ok, và bây giờ Huy sẽ chạy thử nha các bạn. Thành thử vài vòng chạy chiếc xe này tại trường đua Đại Nam á, thì cái trải nghiệm có thể nói là nó hơi mới lạ và thích thú một tí, nhưng mà tiếc là chiếc xe này chưa có rô đai xong. Thì Huy thực hiện lời hứa với bạn chủ xe, thì Huy cũng cảm ơn bạn chủ xe đã cho Huy mượn chiếc xe này để làm review. Thì bạn không muốn công bố Facebook hay là danh tính của bạn lên trên clip của Huy ha, Huy chỉ biết cảm ơn vậy thôi. Thì Huy thực hiện lời hứa với bạn chủ xe là chỉ chạy được chiếc xe khoảng 6-7 ngàn vòng trên phút thôi. Thành ra là chiếc xe nãy giờ Huy chạy trong đường trường đua chỉ đạt khoảng 101-102 vậy là hết ga rồi. Huy cũng không dám chạy nhanh. Với lại là đây là lần đầu tiên Huy chạy thử nghiệm trường đua, thành ra là mình cũng không thuộc đường, cũng không biết cách chạy sao nữa. Chạy chậm chậm rê. Cho nên là Huy chỉ có thể nói được cái cảm giác mà ngồi trên chiếc xe này mình cảm thấy như thế nào thôi. Còn độ nhanh mạnh, độ vọt thì Huy chưa thể đánh giá được. Cái cảm giác đầu tiên mà Huy thấy chiếc xe này là ban đầu khi mà mình chạy, mình lách đó, mình qua cua, mình bẻ lái đó, thì nó rất là nhẹ các bạn, nó rất là lanh. Đúng như nhà sản xuất công bố là chụp khuỷu xoay ngược giúp giảm hiệu ứng con quay hồi chuyển và giúp chiếc xe lanh lẹ hơn khi vào cua thoát cua. Rồi cái điều thứ hai nữa là nó khác với những chiếc Ducati Panigale trước đây Huy đã từng chạy, ví dụ như 959 hay là 1199 đi, thì cái ga của nó không có được mượt. Nhưng mà ở cái chiếc xe này thì cảm giác cái ga nó rất là mượt mà, nó rất là dễ chịu, nó dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù là đặc trưng của máy Ducati là gằn và sóc, nhưng mà ở chiếc xe này mình cảm giác được là nó rất là mượt. Về cái độ lanh lẹ, nếu mà so sánh với những chiếc xe khác thì Huy xin được so sánh với chiếc Aprilia RS V4 RS Huy đã từng làm clip cho các bạn xem rồi á. Thì Huy cảm giác như có thể là tại vì chiếc xe này chưa được độ đồ chơi nhiều, thành ra là nó không được nhẹ nhàng và nó không được lanh lẹ như là chiếc RS V4 RS mà Huy đã từng chạy làm clip trước đây.
Ngoài ra thì khi mà hệ thống thắng nè, phuộc nè, phuộc chiếc xe này thì hơi mềm, có thể là do điều chỉnh hệ thống điện tử chưa có chỉnh lại hay sao đó. Và nãy giờ Huy chạy thì thấy phuộc chiếc xe nó rất là mềm. Rồi thắng thì ok rồi, Brembo thì khỏi chê. Khả năng tăng tốc thì Huy cũng chưa thử được, tại vì chiếc xe này nó chưa roda xong, thành ra chạy cũng chưa bao giờ quá, nãy giờ chạy hình như cũng chưa quá được 8.000 vòng trên phút, dừng ở mức 7.000 là hết ga rồi. Rồi đó là những cái trải nghiệm mà Huy sau khi chạy thử chiếc xe này tại trường đua Đại Nam ha. Thì tại vì Huy mới chạy mà chiếc xe cũng chưa roda xong nữa, thành ra mình cũng chưa có được cái cảm giác gì nhiều lắm. Có gì các bạn thông cảm đi, sau này khi mà có thể chiếc xe roda xong hoặc là Huy chạy quen cái trường đua rồi á, thì hẹn các bạn một clip khác sẽ test thử độ mạnh, độ yếu, độ tăng tốc của chiếc xe này như thế nào ha. Xin cảm ơn các bạn, nhớ like video, đăng ký kênh Lê Gia Huy và để theo dõi những video tiếp theo của Huy nha. Xin chào.